Hello, tao chào hảo. Hôm nay em nhìn và các bạn sẽ sang bài số 14. Bài số 14 có tiêu đề là Ủa yêu chì hoàn chén. Ủa yêu chì hoàn chén. Yêu chì là muốn đi. Hoàn chén. Hoàn là đổi. Chén là tiền. Ủa yêu chì là tôi muốn đi đổi tiền. Và từ hoàn trong từ hoàn chưa. Hôm trước chúng ta học cái bài là Yêu hoàn chưa. Hoàn chưa phải đổi xe đó nó thì động từ yêu yeah, hôm nay chúng ta lại sử dụng tiếp động từ năng nguyện yêu yeah, và động từ hoàn cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ học từ mới trước thinh xua sure, thinh xua sure, thinh xua sure, thính thuyết là nghe nói các bạn thấy ở đây có động từ thinh thinh là nghe và xua sure, xua sure là nói như vậy là thinh xua sure thì giống như tiếng việt mình là nghe nói nghe người ta nói vậy kiểu vậy phan tiền phan tiền phan tiền là khách sạn phan tiền các bạn để ý phan phan trong từ chư phan nó là cơm đó. phan phạn là cơm tiền tiền là cửa hàng trong từ sang tiền là cửa hàng nhưng mà phan tiền thì có thêm một nghĩa nữa đó chính là ngoài nghĩa bình thường là chúng ta dịch theo nghĩa cứng ấy, là tiệm cơm đúng không nhưng một nghĩa nữa hay sử dụng đó là khách sạn nhé phan tiện lý 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 là trong hoặc ở trong lý này nó là một danh từ mà nói về hay nói về vị trí ví dụ người ta có câu là phan tiện lý phan tiện lý nó phan tiện lý là ở trong khách sạn đúng không nó che lý Cha lý, cha là nhà Cha lý là ở trong nhà Đó là cách sử dụng của từ lý này Tiếp tục từ nấng 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 là có thể được Đây cũng là một động từ năng nguyện mà hay sử dụng Đó, động từ năng nguyện Để chỉ một năng lực Chỉ một năng lực hoặc là Một khả năng nào đó có điều kiện Tại Tại, tại là mang theo Mang theo số các bạn đọc luôn bên dưới là số các bạn nhìn phần chữ hán thì đây là hai chữ hán giống hệt nhau nhưng đọc khác nhau trên là đọc là số dưới là đọc là số số thì khi nó mang tính chất là danh từ thì nó là một con số nó có con số ví dụ trong từ số lượng số lượng là số lượng hoặc là số mã số mã số mã số mã là kỹ thuật số, số chữ, số chữ, số tử là số tự là chữ số, số thuế, số, số số, học là môn toán đấy, số xuế. Ngoài ra khi nó mang ý nghĩa là động từ thì chúng ta đọc là số, là đếm thì lại lúc này nghĩa là đếm, hành động đếm, giống như đếm tiền ấy, Chính số tiền ấy. số xin đếm lại đúng không ạ thì bình thường các bạn có thể nói hôm trước chúng ta học là động từ lặp lại đúng không chính sủ sụ chính sủ sụ đó nhưng mà các bạn có thể thêm y vào ở giữa đều được thì không thêm y được mà thêm y được chính sủ hoặc chính sủ sụ thậm chí các bạn có thể thay thành chính sủ xe cũng được thể hiện một ngữ khí nhẹ nhàng chính sủ xe đếm trong một thời gian ngắn thời gian thời gian sự chiên là thời gian khỏi 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 là nhanh nó mau khoai chậu bà ừ, đi nhanh lên hoa hoa các bạn nhìn thấy từ hoa Bạn nghĩa gốc của nó là chính là nó về bông hoa đó về trên có bộ thảo đó. bộ thảo đầu cây có hoa lá này đó nhưng mà từ hoa ngày hôm nay thì với nghĩa là tiêu xài Tiêu xài nhá đấy. Tiêu tiền đấy. Hoa Ính dễ yến Ính dễ yến là doanh nghiệp Yến là trong từ rèn rèn là nhân viên Như vậy Ính dễ yến là nhân viên Nhân viên kinh doanh đúng không ạ Nhân viên bán hàng Mẩy yến Mẩy yến Mẩy trong từ mẩy của là nước Mỹ, yên là đồng, như vậy mẩy yên là đồng đô la Mỹ, Mỹ nguyên. Phải, phải chúng ta học rồi, phải là 100. Rân mín pi, pi chúng ta cũng học rồi, là đồng nhân dân tệ, tiền của Trung Quốc. Trở dạng, trở dạng, trở dạng là như thế này. À, như vậy. Tiền họa, tiền họa Hàn hán Việt của tiền hoạn là điện thoại. Đó, chúng ta có từ hào mã. Hào mã là số, mã số. Và số điện thoại sẽ là tiền hoa hào mã. Tiền hoa hào mã là số điện thoại. niên niên là đọc. Cũng có một nghĩa nữa, sau này chúng ta có thể là niền là nhớ nhá. nhớ nhung đó, nên. Ngày nay thì chúng ta là đọc nhé. Hàn chữ, hàn chữ hán hán tự hán tự là chữ hán đây là đây gọi là han chữ đó đây gọi là han chữ tẩn 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 là đợi tẩn nghỉ xe khứa trêu chửi luôn đấy tiếp tục chúng ta sang phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay nhé ở ủy phả đầu tiên là câu kiêm ngữ kiêm nghĩa là làm hai nhiệm vụ nó thì chúng ta sẽ nhìn lên bảng xem công thức thì câu kiếp ngữ có công thức là a cộng với một động từ và động từ này có thể là rằng lấy là rằng làm làm chủ điểm rằng nhá đấy rằng cộng với b cộng với chua summer chua sầm chúng ta có thể thay từ rằng thành từ chính chỉ có một vài động từ mà ở trong câu kiếp ngữ có thể sử dụng được thôi rằng chỉnh, chào, sử. Đấy, chúng ta có thể thay những cái này. Thì khi có những động từ này thì mới sử dụng được trong câu kiếm ngữ. Câu kiếm ngữ có nghĩa là khi B, B này có hai nhiệm vụ. B này là tân ngữ, tân ngữ của động từ, động từ V1 và là chủ ngữ của động từ V2, V2 hay là ngữ động từ thứ hai đấy. B là tân ngữ của rang đồng thời cũng là chủ ngữ của chua sở mở Chua sở mở đây là một ngữ động từ nghĩa là một hành động hoặc là một động từ Và A thì cầu khiến B hoàn thiện việc đó Thì đây là một vài điểm của câu kiêm ngữ à, Chúng ta xem ví dụ nhé Ủa ma mạ ủa nủ lì xế xí Ủa ma mạ ủa xí Mẹ tôi Rang ủa Rang ủa là Rang là để là cho đấy là để để tôi đúng không ạ? Nỗ lực xé xí là nỗ lực học tập đấy như vậy là của của ở đây của ở đây là tân ngữ của động từ thứ nhất là rằng và là chủ ngữ của uh, ngữ ngữ động từ thứ hai đúng không ạ? là nỗ lực xí cho nên gọi là câu kiêm ngữ nó là như vậy. Tiếp tục cương sư pai tha là trung của cung truộc hai là phải là điều điều công ty công sự công ty thì điều anh ý điều anh ý lái là, là tới tới trung trung quốc làm làm việc đó thì anh ý ở lúc này tha ở đây là tân ngữ của pi và cũng là chủ ngữ của ngữ động từ thứ hai nỉ ma mà treo nỉ hỏi cha chư phản mẹ của mẹ của bạn treo là gọi gọi bạn về nhà ăn cơm đấy thì trong công ngữ động từ thì các bạn chỉ lưu ý chỉ có một vài động từ như là chính chào phải sử rằng chính lý sửa ý xạ minh chữ chính lý sửa ý xạ minh chữ chỉ nỉ sửa ý xạ minh chữ nó thì là nỉ ở đây là tân ngữ của từ chính và cũng là chủ ngữ của ngữ động từ thứ hai. động Hành động xỉa. Và viết một chút. Mời bạn viết một chút đó, tên mình. Chỉnh tha chư phản. Chỉnh tha chư phản. Chỉnh động từ. Động từ thứ nhất. Một. Đây là tân ngữ của động từ thứ nhất. Và cũng là chủ ngữ của ngữ động từ thứ hai. Đây là chư phản. Tiếp tục chúng ta xong phần số hai của bài ngày hôm nay là trợ từ ngữ khí lơ. Các bạn nghe quen không? Trợ từ ngữ khí lơ là trợ từ mà chúng ta đã học rồi Đó là ở bài số 11 Ở bài số 11 chúng ta đã học qua trợ từ ngữ khí lơ Đó Thì lúc này trợ từ ngữ khí lơ ở bài số 11 là chỉ một tình huống có sự thay đổi Chỉ tình huống có sự thay đổi Ví dụ như là chờ cờ dưới của bù máng lở Nghĩa là tháng này tôi không bận nữa Có nghĩa là trước kia thì rất bận nhưng bây giờ không bận nữa Nó có sự thay đổi à, Xen trai thay ở công chua là Bây giờ tôi có công việc rồi Đó Thì là đấy là bài số 11 thì đến bài ngày hôm nay thì trợ từ ngữ khí lơ có thêm một ý nghĩa nữa đó là trợ từ ngữ khí lơ chỉ một sự việc hay một tình huống đã xảy ra nhé đã xảy ra đó chúng ta thử so sánh hai cái mẫu câu này thì chúng ta sẽ rõ hơn chi của sang tiện sang ở câu thứ nhất là bạn đi đâu tôi đi cửa hàng của sang tiền tôi đi cửa hàng câu thứ hai là "nǐ chu nào lợ của truy sang tiền thì ở đây có thêm lợ thì nghĩa là trường hợp thứ nhất thì hành động này vẫn chưa xảy ra có nghĩa là vẫn chưa đi đến cửa hàng còn của truy sang tiền là có nghĩa là tôi đã đi cửa hàng rồi hành động đã thực hiện rồi đó nǐ mãi summer của mãi phính của nỉ mãi summer lợ của phính của lợi. thì trường hợp này là mua táo và trường hợp này chưa xảy ra còn có thêm lơ là đã đã mua tạo rồi đó thì đấy là trợ tướng vũ khí lơ còn dạng phủ định của trợ tướng khí lơ thì chúng ta chỉ cần thêm từ mấy mấy đằng trước nhá mấy trước đằng từ ấy và sẽ bỏ lơ đi bỏ lơ đi à, bỏ lơ ở cuối đi tha mấy truy sang tiện tha mấy truy sang tiện anh ý vẫn chưa đi cửa hàng Ủa mấy mải phím của Tôi vẫn chưa mua táo Bỏ lơ đi nhá ừ. Ủa mấy mải tính của Còn dạng nghi vấn Dạng nghi vấn là dạng câu hỏi đấy Thì trợ từ ngữ khí lơ thì Chúng ta có 3 cách đặt câu hỏi Câu hỏi đầu tiên đó chính là Chúng ta chỉ cần thêm ma Thêm ma vào sau Câu khẳng định thôi Nỉ chư phan lơ Nỉ chư phan lợ Nỉ chư phan lơ ma Nói, Bạn ăn cơm chưa? Nỉ chư phan lơ ma và có thể thay chữ ma thành chữ mấy ở nỉ chư phan lơ mấy giờ nỉ chư phan lơ mấy giờ bạn đã ăn cơm chưa cũng vậy hoặc có thể là chúng ta lặp lại chư và mấy chư là nỉ chư mấy chư phản nỉ chư mấy chư phản là bạn đã ăn cơm chưa thì ba câu này đều như, như nhau nhưng em thấy là dùng rất là nhiều đó là nỉ chư phan lơ mấy giờ dùng rất là nhiều cái này đó. hoặc cái này Nì chưa phan lơ mấy giờ Nì chưa phan lơ ma chúng ta cùng tổng kết lại một chút về trợ từ ngữ khí lơ thì trợ từ ngữ khí lơ đầu tiên là đặt ở cuối câu bởi vì sau này chúng ta sẽ học về trợ từ động thái lơ nó vẫn là lơ nhưng mà lại đặt nhưng mà lại gọi là trợ từ động thái có nghĩa là sẽ đặt sau động từ ngay sau động từ còn hôm nay chúng ta học đó là trợ từ ngữ khí lơ thì đạt được cuối câu đạt được cuối câu dùng để chỉ hành động hay tình huống phát sinh hoặc là đã kết thúc tình huống phát sinh hoặc là kết thúc thì với dạng công thức khẳng khẳng định thì chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ hoặc là ngữ động từ sau đó có thể là sẽ có tân ngữ nhé nó sẽ là sẽ có tân ngữ và cuối cùng là lơ. nó dạng phủ định thì chúng ta thêm mấy ở đằng trước động từ hoặc là ngữ động từ với dạng nghi vấn thì chúng ta có hai cách phổ biến đó là chúng ta thêm ma hoặc là mấy hiểu vào sau câu khẳng định để tạo thành một câu hỏi. Ví dụ như Ủa chư phan lợ, tôi ăn cơm rồi. Nỉ chư phan lơ ma, nỉ chư phan lơ mấy hiểu. các bạn hiểu không? Bạn đã ăn cơm chưa? Bạn đã ăn cơm chưa? Và dĩ nhiên chúng ta có một cách nữa đó là chúng ta để dạng khẳng định và dạng phủ định ở cạnh nhau. Nỉ chư mấy chư phản à, chư mấy chư phản đó thì cũng cách này thì nó không được phổ biến cho lắm như có hai cách bên trên thì trong khẩu ngữ giao tiếp hàng ngày sử dụng khá là nhiều thì các bạn có thể lưu ý lại như vậy vừa rồi chúng ta đã học qua phần ngữ pháp cũng như là phần từ vựng bây giờ chúng ta sẽ học lại những mẫu câu bài ngày hôm nay về cơ bản thì s chỉ khuyên các bạn là cố gắng đọc đi đọc lại những mẫu câu này để trở nên có thể là thuần thục hơn và dần dần chúng ta sẽ phát triển các bạn đừng quá lăn tăn về vấn đề ngữ pháp nó sẽ nó rất là tốt nhưng nó không cần thiết là bạn các bạn phải quá đau đầu với nó bởi vì làm như vậy sẽ áp lực cho bộ não của chúng ta và học hành sẽ không được tiến bộ trước mắt thì các bạn cứ học thuộc cho mấy mẫu câu đấy nhá ủa mấy chén lợ ủa mấy chén lợ rồi tôi hết tiền rồi mấy chén lợ nó là phủ định ủa mấy chén lợ tôi hết tiền rồi thinh xua phan tiền lì khởi hoàn chén thinh xua nghe nói Phan tiền phan tên lý là trong khách sạn. Khởi hoàn chén Có thể đổi tiền. Chờ nấng bù nấng hoàn chén Chờ nấng bù nấng hoàn chén Chờ, âm nhĩa hóa là ở đây. Nấng bù nấng hoàn chén Động từ năng nguyện nấng thể hiện một năng lực nào đó. Đúng không ạ? Ở đây có thể, có thể đổi tiền được không đấy. Nín tai tợ sớm ở Nín tai tợ sớm ở tài là mang theo như vậy là nín tài là tợ sớm một chén là bạn mang theo tiền gì bạn mang theo tiền gì chính lý sửa ý sửa chén chính lý sửa ý sửa chén đây có câu kiếp ngữ đúng không ạ chính là xin à xin ông sửa ý là viết ra một chút số tiền xin ông viết ra số tiền chính số ít số chính số ít số hoặc chính số số đúng không số ít số là đếm chính số ít số là xin đếm lại Sứ trên bù chảo là trên chảo là chảo là sớm bù chảo là không sớm thời gian không còn nữa không còn sớm nữa của món khoai chảo bạn của món khoai chảo bạn ở đây có từ khoai là nhanh nó khoai chảo là đi nhanh chúng ta nhanh lên Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần hội thoại nhé, đàm thoại để chúng ta phát triển thêm. Đoạn hội thoại hôm nay là giữa Mẹ Ly và Ta Wei. Chén tâu hoa lợ, của mấy chén lợ, của yêu truy hoàn chén. Thinh xua, phan tiền lì khứ y chén. Của mấy truy vấn vấn bạ. Chỉ vấn, chờ nâng bụng nấng hoàn chén. Nâng, nín tay tớ sớm mất chén, mấy yến, hoàn tùa sáu. 五百美元，一美元换多少人民币？八块二毛七，请你写一下钱数，再写一下名字，这样写对不对？对，给你钱，请数一数，谢谢。时间不早了，我们快走吧。钱都花了，花花了丢。 chén tôi hoa là, là, tiền đã đều đã tiêu hết rồi của mấy chén lợi tôi không còn tiền nữa của ấy ảo truy hoa chén tôi muốn tôi muốn đi đổi tiền thinh xua nghe nói phan tiền lý khởi hoa chiến trong khách sạn trong khách sạn ý có thể đổi tiền của mắng truy uôn uôn bạ ở đây có động từ lặp lại uôn uôn bạ hỏi thử đúng không ạ chúng ta chúng ta đi hỏi thử xem chỉ quân, xin hỏi, chỉ quân, chờ, nâng nó bút nâng hoàn chén ở đây. Ở đây có đổi được tiền không? Nâng, có thể. Nín tay tợ sớm chén. Ông, ông mang theo tiền gì? Mẩy yến, mẩy yến, mẩy yến là Mỹ Nguyên là tiền. hơn đô la Mỹ. Hoàn tùa sáu, đổi, đổi bao nhiêu? Ú bái mẩy yến, ủ bài 500 bài là 500 đô la mỹ y mấy yên hoàn tua sáu đô la mỹ y là 1 1 đô la mỹ hoàn tua đổi được được bao nhiêu Rồi mình bị là đồng nhân dân tệ 1 đô la mỹ thì đổi được bao nhiêu đồng nhân dân tệ ba khoai ơ máu chi ba khoai ơ máu chi là tám tám đồng hai mươi bảy đúng không ạ chính lý sửa xe chén xin xin ngài, xin ngài hãy viết số tiền ra đúng không ạ? nó sửa sẽ cancel, trai sửa sẽ mính chữ. sau đó, sau đó viết thêm cả, viết thêm cả đó, tên của mình đúng không ạ? trai sửa sẽ chữ. chơi giang sửa tôi bố tôi viết như thế này. Chờ giang sửa tôi bố tôi viết như thế này có đúng không? tôi đúng cái nỉ chén chính số tiền quá. câu này chúng ta không dịch được. đưa tiền cho ngài đúng không? chúng ta dịch là tiền của ngài đúng không hành động đưa tiền đó đúng không? cái này sẽ chính sủ sủ xin xin hãy hãy thử đếm lại đi xia xia cảm ơn sứ chia bố trả lời của mến khoai trở bạn thời gian thời gian không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi chúng ta tiếp tục sang phần thi hoài ủy khuê sản thay thế và mở rộng thiên xua phan tiên lý khởi hoàn chiến nghe nói trong khách sạn thì có thể đổi tiền Nghe nói Thinh xua tha khối cúa lợ Nghe nói anh ý Cậu ý về nước rồi Thinh xua ta quầy hai ủy Nghe nói David thì biết nói tiếng Tiếng Hán, tiếng Trung Thinh xua xẻo hoàng y ủy Nghe nói Tiểu vương thì biết một chút Biết một chút tiếng, tiếng Anh Chính nín ý xẻ chén sụ Xin ngài, xin ngài viết số tiền ra Chính nín ý xe tiên hoa hào mã Chính nín hỏi về số điện thoại đúng không ạ? Chính lý nè ý xe sân chứ Hãy đọc đọc từ mới Xìa ý xe chơi có hai chữ Hãy viết một Hãy viết cái chữ hán này ra Tẳng ý xe mã ly Đợi, đợi mã ly một chút Nó Thì ở đây có từ Động từ Đều có động từ cộng với Ý xìa Ủa món khoai chảo bác Chúng ta Ủa mấn là chúng ta chúng ta đi nhanh lên khoai chọc ạ các bạn có thể thay thành các cụm như là nỉ khoai lái bạn bạn mau lại đây nỉ mấn khoai chi bạn chúng ta nỉ mấn khoai chi bạn là các bạn mau đi đi của mấn khoai chứ bạn chúng ta chúng ta ăn ăn nhanh lên đúng không ạ mà ly khoai sỉa bạn mary viết nhanh lên khoai sỉa bạn họ khoai Khoai đứng trước động từ để thể hiện một hành động Thúc giục hành động đó nhanh lên đúng không? Đó, nhớ nhá. Mấy giờ sứ chiên là Bù tha là Thời gian không còn nữa Không đợi, không đợi anh ý nữa Bù tẩng tha là Chờ sứ tha tạ xin Chính lý cải tha Đây là Đây là thư của anh ý Chính lý cải tha là Xin hãy đưa cho anh ý Xin bạn đưa cho anh ý Ok, tiếp tục chúng ta sang phần viết chữ và trong quá trình học chữ Hán thì các bạn nhớ là lôi vở ra để tập viết chữ Hán cùng S luôn. Như vậy chúng ta sẽ nhớ được chữ Hán lâu hơn và sâu hơn. Hôm nay có một vài bộ thủ mới như là bộ bốc, đây gọi là bộ bốc hay xem bói, bộ phương, bộ phương nói về cái tủ đựng, bộ thạch, bộ thạch là đá nhá, Đấy, bộ thạch đây, và bộ trúc, bộ trúc, bộ trúc là cây trúc, à, cây tre đấy dòng họ che chúc bộ trúc chữ đầu tiên hôm nay chúng ta tìm hiểu là chữ lý chữ lý tiếng trung đọc là lý đúng không là ở trong đấy nhưng mà nghĩa gốc thì nó là ở chỗ ở là làng nó thì chữ lý này cũng là một bộ thủ cơ bản chúng ta chỉ cần các bạn nên nhớ cả cụm luôn chúng ta không nên tách nữa nó tiếp tục là chữ năng chữ năng là tài năng và tiếng Trung đọc là nấng nấng thì các bạn tập viết đây có giống cái bộ nguyệt đúng không ạ và đây là hai cái hai cái thìa họ bản thân chữ này nó có có một nghĩa nó là một cái con con năng ấy, kiểu như là con giống như là con gấu hay con gì ấy Tiếp tục là chữ số hay là chữ sổ Đếm đấy, chính sủ với sủ ấy Hoặc là chén xu ấy, số tiền ấy nên Số tiền thì Các bạn thấy là bên Ở bên này có cụm này giống chữ gì rồi mà chúng ta đã học Em đã nhắc cho các bạn đó là chính là chữ chữ lầu đấy Chữ lầu thì ở bên Bên trái có bộ mọc ấy, còn bên phải Bên phải chính là bộ phận này Đấy, cho nên là các bạn sẽ thấy là chúng ta nhớ có, có những chữ mà cần nhớ ở cụm luôn đây trên là bộ mỉ giới bộ nữ đấy còn bên phải đây bên phải này là chữ chữ này là chữ phọc đánh nhẹ đánh khẽ chữ phọc này thì lại có một thành phần ở trong chữ chữ giáo ấy, chữ trèo đấy chữ dạy dạy học đó đấy đánh khẽ tiếp tục là chữ khoái chữ khoái là vui vui hoặc là nhanh chóng Từ chung đọc là khoái hôm nay trong có từ là món khoai bạn à, là chúng ta đi nhanh lên đấy khoai ngoài ra thì là vui vẻ vui vẻ thì có bộ gì bộ gì chính ở đây đây chính là bộ bộ tâm vui vẻ mà bộ tâm còn đây là chữ này chữ này thì nó cũng là chữ cần phải nhớ cả cụm luôn à, đọc là quại chữ này để chỉ chỉ âm quại và thêm bộ tâm đọc là khoai quại khoai các bạn thấy không tiếp tục là chữ hoa à, hoa là hoa cỏ và nghĩa ngày nay chúng ta học là hao phí trong từ tiêu tiền ấy. hoa chén ấy. Tô hoa lở lại, chén tô hoa lở hoa. Thì hoa cỏ, có... nghĩa gốc của nó phải có bộ gì đây? Chính là bộ thảo. Bộ thảo đâu? Còn bên dưới là chữ này là chữ hóa biến đổi đó, chữ này để lệ âm. Đó, chữ này để lệ âm. Tiếp tục là chữ danh, danh cho từ quân danh. Ính. Hôm nay có từ ý nhiệt. ính nghĩa, ính nghĩa là doanh nghiệp ấy, ý nghĩa nhưng mà nghĩa gốc của nó là quân doanh quân doanh thì thường sẽ đóng ở trên một bãi cỏ đúng không đây có bộ thảo bộ thảo đâu đó còn phân tích thì đây có thể là bộ mịch chùm nè mái chùm nè rồi đây là hai chữ hai chữ khẩu giống cạnh nhau thì gọi, cả cụm này gọi là chữ lữ trong từ lữ lữ bố đó. tiếp tục là chữ dê chữ dê thì dễ nhớ rồi các bạn nhớ luôn chứ không phải phân tích ra làm gì nữa cả dễ à, yeah, là nghề nghiệp nghiệp đấy tiếp tục của chữ mỹ mỹ ở nước mỹ và thể hiện sự đẹp đẽ nó nước mỹ thì phân tích ra chữ này cũng dễ ở bên trên đây là chữ này là chữ dương nhưng mà chữ dương này nó đã bị mất cái đuôi này các bạn nhé nó có cái đuôi đây này thì nó thay bên dưới là chữ đại đại là to chữ dương là con dê Đầu là mẩy Đầu là mẩy Tiếp tục là chữ bách Chữ bách là 100 100 thì dễ Bên trên có một gạch và bên dưới Đây là chữ Chữ này là chữ bạch Đó. Chữ bạch Đây là chữ bách Các bạn thấy nhé Đây là chữ nhật nhé Đầu tiên này Đây là chữ nhật này Đấy Sau bắt đầu chữ nhật mà có thêm chữ Có thêm một cái Ấy trên này là chữ bạch Bạch là một trắng Lại có thêm một cái gạch bên trên nữa thì nó trở thành chữ chữ này là chữ bách nó mặt trời này màu trắng này rồi 100 này tiếp tục chữ ngoại chữ ngoại là bên ngoài trong từ ngoại chúng ta có từ ngoại miên đấy ngoại biển bên ngoài đấy các bạn phân tích ra thì đây có bộ tịch thôi bộ tịch đây bộ bốc tiếp tục là chữ hối hồi trong từ hối đoái chữ này hôm nay không dùng đến nhưng mà trong phần viết thì có thì chúng ta học thêm. Đây là ba chấm thủy, còn đây là bộ phương. Tiếp tục chữ hoán. Chứng từ có giá trị, chữ này chúng ta cũng tập viết. Đó, đây là một thành phần và bên dưới là một thành phần nữa. Đây là bộ lực, bộ đao, đây bộ đao không phải bộ lực nhé bộ đao. Tiếp tục là chữ mã. Chữ mã nó về số hiệu ấy, số hiệu hôm nay có từ hào mã đấy, hào mã là con số đấy, nó, thì các bạn thấy là có một chữ để chỉ âm, đọc là mã đúng không? và có một chữ chỉ âm luôn, đây là chữ chữ mã hay là tiếng Hán Việt là chữ mã này, con ngựa đấy, chữ này để lấy âm, còn bên này là đá, chữ thạch, có thể là ngày xưa, ngày xưa thì sẽ viết những con số viết lại những số liệu ở trên đá đúng không để lưu được lâu hơn đấy, có bộ thạch tiếp tục là chữ niệm niệm lần nhớ nhớ nhung hoặc là đọc nói chung đọc là niệm niệm các bạn à, có bộ thủ chính ở đây là bộ bộ tâm bộ tâm bên dưới này nó nhớ nhung mà nhớ nhung thì phải có có trái tim mà có bên trên là chữ chin, trong từ chin thiên ấy. đấy kim tiếp tục là chữ tảng, à, chữ đẳng tiếng trung đọc là tẩn, tẩn nhé, đấy, tảng, đẳng, cấp bậc, hạng hay là uh, chờ đợi nghĩa ngày nay là chờ đợi đúng không ạ? ở trên này có bộ này chính là bộ bộ trúc đấy các bạn thấy đây bộ trúc khi nó là chữ trúc này còn khi nó là bộ nó ghi như thế này bọn nhá trúc còn tiếp tục đây là nếu mà phân tích ra cái này nên nhớ cả cụm luôn cũng được nếu cả cụm này nó là chữ chữ tự tự trong từ chùa là chùa hoặc phân tích ra thì đây bên trên này là chữ thổ bên dưới này là chữ thốn đúng không nếu mà phải đứng phải đứng ở trên đất đúng không đứng ở trên đất mà đợi đứng ở trên đất dưới một gốc cây gốc cây tre mà phải đợi ai đó thì rất là thốn đúng không <laughs> đó cũng là cách, cách cách để các bạn tự phân tích ok vừa rồi chúng ta đã học những chữ hán ngày hôm nay tiếp theo là phần luyện tập thì các bạn cố gắng giúp s nhé học rồi thì bây giờ làm bài tập bài tập nào mà thấy trong khả năng này cứ làm Đấy, làm càng nhiều càng tốt Đấy, luyện dịch việt hoa cũng cố gắng làm nữa đây là phần quan trọng nữa để củng cố lại ngoài ra thì bài tập bắt buộc thì chắc chắn là sẽ yêu cầu các bạn phải thu âm lại mẫu câu hội thoại và gõ lại mẫu câu hội thoại gửi vào nhóm zalo để trợ giảng giúp s chữa bài cho các bạn nó ngoài ra các bạn làm bài tập trong sách và bài tập trong và tập viết chữ Hán nữa. Như vậy là bài ngày nay chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng Ad học đến bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục để sang bài mới. Chúng ta cùng cố gắng. Ta cha chơi